Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở trong cái video mới này. Thì trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta thực hiện cái việc gọi là chốt lời và dừng lỗ nhanh ở trên cái phần mềm MT4 sử dụng cho máy tính địa bàn, máy PC hoặc là máy laptop. Thì bây giờ chúng ta thực hiện như sau. Thí dụ như chúng ta thấy rằng bây giờ trạng thái lệnh chưa có nè, tôi giả sử như bây giờ chúng ta dự đoán xu hướng tăng của cặp là euro đô, chúng mua lên đi, ví dụ vậy đi. Đó. Rồi chúng ta thực hiện định mua một lot nha. Rồi, ok. Thì bây giờ như vậy, cái cách cũ của chúng ta đó thì chúng ta muốn dừng lỗ thì chúng ta chỉ cần là bấm vào đây nè, chúng ta click vào đây nè. À, chúng ta set mức độ là dừng lỗ. Đúng không? Rồi chúng ta muốn chốt lời thì chúng ta cũng sửa vào đây, sau đó chúng ta bấm modify nó, sửa lệnh là xong. Nhưng bây giờ trong những cái trường hợp là chúng ta thấy thực hiện chúng ta muốn thao tác cho nó nhanh thì trong lúc này nó rất là cần ở việc chúng ta chỉnh lệnh nó nhanh một cách nhanh chóng. Thì bây giờ tôi sẽ chỉ cho chị cái cách làm đó cho nó một cách trơn tru. Bây giờ chúng ta phải hiểu được cái bản chất của vấn đề đó đã. Thí dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng là giờ chúng ta dự đoán cặp là euro đô tăng lên, cái cặp euro tăng giá. Đó. Tôi giảm lên đây đi, tôi tạm mũi tên này cho anh chị và các bạn để hiểu rõ hơn. Đọc tí. Rồi, thí dụ như bây giờ chúng ta dự đoán là cái cặp euro đô là nó tăng giá. Đúng chưa? Thì trong lúc này chúng ta mới mua lên chứ còn gì nữa. Đó. Có nghĩa là chúng ta dự đoán cặp euro đô này nó tăng giá, chúng ta mua lên. Như vậy thì nếu chúng ta mua lên thì giá nó tăng lên coi như chúng ta chốt lời. Đúng không? Tôi giả sử như bây giờ chúng ta mua lên này, chúng ta dự đoán là khi giá nó lên tới cửa này nè. Cái cửa này nè là 1.18001 này, lúc này là tới đây là chốt lời vừa rồi. Thì như vậy thì nếu chúng ta mua lên thì nếu giá nó đi lên thì chúng ta sẽ lời. Còn trong trường hợp ngược lại, nếu giá nó đi di chuyển xuống ngược xu hướng mua, chúng ta coi như chúng ta bị lỗ. Tôi giả sử như bây giờ nếu mà trong trường hợp giá nó đi ngược xuống đây, có nghĩa là giá mình mua mà nó không lên mà nó lại xuống đây, thì có nghĩa là nó sẽ dừng lỗ. Trong kinh doanh, cái việc chúng ta thiết lập dừng lỗ và chốt lời là cái chuyện là phải làm để nó bảo vệ được những cái rủi ro của tài khoản của chúng ta. Thì bây giờ tôi quay trở lại vấn đề chính là khi chúng ta mua thì chúng ta dự đoán giá tăng thì chúng ta sẽ chốt lời. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái vùng cản ở đây nè. Giá nó chạm rất là nhiều, thì tới đây nếu mà giá nó tới đây coi như mình sẽ chốt lời tự động, có nghĩa là trạng thái lệnh nó lên tới đó tự động đóng lệnh luôn, chúng ta không cần can thiệp nữa. Mà ngược lại, nếu giá nó không lên mà nó đi xuống tới đây thì tự động trạng thái lệnh chúng ta cũng sẽ bị tất toán luôn. Như vậy thì bây giờ làm cách nào để cho chúng ta di chuyển, chúng ta thiết lập cho nó một cách nhanh chóng, thì tôi chỉ cho anh chị các bạn đây. Các bạn lưu ý nè, sau khi chúng ta giao dịch á, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ tồn tại một cái đường, cái line nè, line đứt khúc màu xanh vậy ha, nó ghi ngay chỗ này, nó ghi là lệnh buy rồi nè. Thì bây giờ những việc chúng ta đưa chuột vô ngay vào cái chỗ cái lằn lệnh này nè, chúng ta kéo lên di chuyển, di chuyển lên đó, bấm chuột trái để di chuyển lên đó. Như vậy thì xong, coi như là chúng ta đã thiết lập một cái TP xong. Ở đây chúng ta thấy nè, TP là chốt lời nè. Rồi bây giờ chúng ta cầm cái nút cái đường này, chúng ta kéo ngược xuống dưới đây. Rồi lúc này nó dừng lỗ đó anh chị, các bạn thấy không? Có nghĩa là khi chúng ta mua, thay vì chúng ta vô đây chúng ta sửa, thì bây giờ chúng ta chỉ cần cầm ngay cái đường này, chúng ta kéo lên trên theo đúng với xu hướng mua chúng ta, thì coi như là chúng ta sẽ chốt lời. Và chúng ta kéo ngược xuống so với xu hướng của chúng ta thì chúng ta sẽ dừng lỗ. Như vậy thì kể từ thời điểm hiện tại, nếu giá mà nó đi lên đây trước thì coi như chúng ta sẽ chốt lời. Nếu giá mà nó đi ngược xuống đây trước thì coi như là chúng ta sẽ bị dừng lỗ trước. Đó là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái thao tác để chúng ta hiểu được cái cách chúng ta thiết lập chốt lời và dừng lỗ một cách nhanh chóng. Chỉ cần là đưa chuột vào trong cái dòng lệnh và chúng ta di chuyển, kéo chuột trái và di chuyển đến ngay mục tiêu là đủ rồi. Đó, thì tôi vừa hướng dẫn cho các bạn anh chị cái cách để chúng ta thao tác cho nhanh hơn ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại cái video kế tiếp của tôi. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để theo dõi video. Like và subscribe ngay để có thể cập nhật được những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.